Quá tuyệt vời đúng không cả nhà ơi? Xin cả nhà cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, rất là cảm ơn những vũ công samba đến từ kia nào ạ. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và bạn rất chi là nhiều đã làm cho phòng trà 6688 trở nên nóng bỏng và sôi động. Vâng, một lần nữa thì chúc tất cả các chị có một buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.